Hello xin chào các bạn các bạn ơi các bạn bữa nay mình sẽ lên một cái đọc cho các bạn xem đó mình sẽ so sánh giữa ba phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn với phiên bản đặc biệt với dòng G15 cho các bạn tham khảo với ba mẫu xe nhé ở phía tay trái của mình là dòng ngạch Center phiên bản tiêu chuẩn dùng phá thường nha các bạn màu đỏ bóng hot nhất 2023 hiện nay được nhiều các bạn trẻ yêu thích nhất với cái màu uh, sơn mới hoàn toàn nhé với ở dòng mươi uh, 155 màu uh, xanh ghiêu được phối uh, xanh xám các bạn được phối cái tem màu uh, xanh đọt chuối uh, cực kỳ là, là, là sáng luôn nha các bạn uh, còn bên tay phải của mình là dòng G15 bên tay phải của mình là dòng G15 V3 nha các bạn ở phân khúc 155 thì uh, tất cả các uh, phiên bản với ba phiên bản này thì động cơ là 155 đều giống nhau hết các bạn. Thì ở mẫu mươi 155 thì nó vẫn sử dụng động cơ giống G15 nghe các bạn. Nhưng mà nó khác phân khúc một tí. Thì ở dòng G15 thì nó kiểu dáng mô tô các bạn, sport các bạn. Còn ở dòng mươi 155 thì nó vẫn cái kiểu dáng mình ngồi nó 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 vẫn tương tự hơn như vậy. Nhưng mà nó là kiểu phổ thông cho mình dễ sử dụng các bạn. đôi khi mình sử dụng hàng ngày để mình chạy đi làm hoặc đi nhiều công việc khác nó 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 nó, nó thuận tiện hơn ở dòng dán mô tô sport các bạn ở dòng mô tô sport thì các bạn có thể dùng sử dụng là đó mình đôi khi đi phượt các bạn hoặc mình đi đâu đường dài thì nó im hơn còn ở dòng xe phổ thông thì thuận tiện cho mình sử dụng hàng ngày với ba bảng màu các bạn màu đỏ màu xám ánh xanh mâm xanh đực chuối g 15 là màu xanh gb các bạn ba cái tông màu đó đỏ có xanh có mà xám có đó thì ở dòng mươi 155 thì nó có hai phiên bản các bạn phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt nha phiên bản tiêu chuẩn thì sử dụng phá thường đó phiên bản đặc biệt thì sử dụng phá thông minh với phiên bản giới hạn Nói chung nó mỗi cái loại xe thì nó có một cái phiên bản của nhà sản xuất sản xuất ra các bạn mình sẽ quay chi tiết con G15 cho các bạn tham khảo trước nhé mình sẽ nói sơ lược về G15 V3 2023 cho các bạn tham khảo nha. Thì G15 V3 là mẫu xe sport 155 cc được cải tiến khá nhiều từ những cái dòng xe G15 V3 thế hệ trước thì được nâng cấp với những cái tiễn chọn qua nhiều phiên bản trước thì G15 V3 giờ thừa kế khá nhiều cái công nghệ đối thủ cùng phân khúc khác khó cạnh tranh các bạn. Thì G15 V3 có thiết kế nhằm các hẳn so với các mẫu tiền nhiệm thì được cho chút một tính cân bằng ổn định chuyển động ở tốc độ cao GL15V3 thì được khối lượng với cái tỷ lệ là 50 50 các kết hợp với các các cái góc khí động học của các bạn giúp tăng cái hiệu suất gõ gệt thì điểm nhắn của g 15 v 3 nhằm về thiết kế đầu xe nè với cái trọng tâm ở cái hốc gió Uh, trung tâm đầu xe kết hợp với những cái bộ tản nhiệt giúp tối thiểu cái lượng nhiệt phát sinh ra cho xe các bạn ừ. thì hỗ trợ hai bên là mẫu xe đèn pha led ban ngày đi cùng đèn uh, để cảnh báo mát xin nữa các bạn mới thì mặt đồng hồ LCD của G15 được thiết kế một cách là, là sắc nét cổ điển với cái những cái thông số dạng uh, như là tốc độ mức xăng ô đô quãng đường với mức tiêu hao nhiên liệu thì đặc biệt ở mẫu đồng hồ mới được thêm một cái nữa là tua máy điện tử và những cái chìa phá bạc các bạn thì động cơ G15 mới là động cơ 155 cc SOHC xi lanh đơn kết hợp cùng công nghệ van biến thiên VVA cải tiến tối đa mức nhiên liệu sử dụng nhưng vẫn đảm bảo được cái công suất đầu ra các bạn thì hộp số 6 cấp hỗ trợ kết hợp chợ uh, uh, trợ ly hợp kéo các bạn cho xe phép chuyển nhanh uh, với cái hệ ly hợp chống trượt bánh dồn khi mình gấp uh, mình uh, dồn ga gấp đó các bạn. Thì mô tô G15. Thì mình sẽ nói về dòng năm 150 cho các bạn uh, tham khảo nghe. Thì Yamaha mươi 155 là mẫu xe con tay chiến lược của Yamaha, hiện mẫu xe được Uh, hướng đến các bạn trẻ muốn trải nghiệm đột phá mới thì mới đây Ester 155 đã được nâng cấp hàng loạt về cái thiết kế và tính năng với uh, các công nghệ được áp dụng trên động cơ các bạn thì uh, trên phiên bản Ester 155 VVA công bố được khá nhiều cái công nghệ tuy vậy thì chỉ có bốn cái công nghệ được đánh giá là mới và thực sự khác biệt ở trên mẫu xe này thì mới đây Ester 155 đã được nâng cấp hàng loạt về thiết kế tính năng và công nghệ như là cái bộ nồi chống trượt axit các bạn tương tự e 1 thì axit là hỗ trợ khả năng bám con chống trượt con cần slipper là chống trượt phải đuôi khi mình dồn xe ở tốc độ cao các bạn các bạn thấy không? một cái mẫu màu xanh xám được phối là xanh xám bạc các bạn hai cái yếm phần trong là màu vàng với được phối một cái tông mâm là màu xanh đực chuối cực kỳ là sáng ở cái dòng xe màu xanh xám bạc các bạn còn ở dòng uh, G15 xanh GB thì cũng được phối là mâm trước là mâm màu xanh nha các bạn. Thì thông số lớp trước thì ở dòng xe 150 uh, G15 thì được là thông số lớn các bạn, còn ở dòng Exeter là 90 lớp uh, được trang bị. Các bạn thấy không? Một cái mẫu xe ở con uh, tay trái của mình là phiên bản màu đỏ, phiên bản sử dụng uh, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng là phá cơ nha các bạn ở trước ở mình phân biệt phá cơ với phá à, xịt cây là ở phần à, trước thì của dòng à, phiên bản tiêu chuẩn này sử dụng à, phanh trước là phanh một bí tông các bạn ừ. còn à, các bạn thấy không ở bên tay trái bên giữa màu à, xám xám anh xanh đó các bạn thì sử dụng là phanh hai bí tông ở phiên bản đặc biệt các bạn đó sử dụng à, phanh hai bí tông phanh hai bí tông thì cho cái lực thắng nó 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 đảm bảo nó vững vàng hơn ở dòng một bí tông các bạn nó tăng cái 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 độ bám của cái bố thắng tại vì lúc nào ví dụ nó y gan một xe một máy với xe hai máy, xe hai máy thì nó phải mạnh hơn các bạn. Ba cái tông màu các bạn. Với ba cái mẫu xe này thì mình thích nhất ở cái phần cải tiến về cái động cơ các bạn. Động cơ thì của một trăm năm mới thì được áp dụng nhiều cái tính năng như là nồi chống trượt nè, với tính năng VVA các bạn chạy ở tốc độ cao đó, nó 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 sẽ có cái cái gối cam nó sử dụng gối cam lớn hơn cái nó cho cái lượng hút uh, vào vùng đốt nó, nó, nó nó tăng nó nó nhiều hơn để mình chạy với tốc độ cao nó im hơn các bạn nó mượt mà hơn ừ. thì uh, các bạn thấy không một mẫu xe được thiết kế hầu như mình nhìn hầu như là nó nó na ná giống nhau gì cái 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 phân khúc xe thể thao cũng các bạn đa số mình thấy cái phần đích được rút nhọn như là g 15 nè cũng rút nhọn dồn về phần sau Center 155 thì cũng được rút nhọn các bạn thấy không một cái mẫu phần khúc sau ốp sườn các bạn nhìn thấy nó 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 điều dồn cái cái nhọn về sau, nó dồn cái phần trọng tâm về trước là hai phần yếm cho nó bự ra y ra những cái chiếc mô tô phân khối lớn sport các bạn. để tạo nên cái cái sự cân bằng cho cái dòng xe à, đó. Ở phần trước bự thì phần sau nhỏ. Với ba cái tông màu các bạn nhìn thấy không? Cực kỳ là sáng luôn, màu đỏ, màu xanh và màu xanh RB. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nhớ cho mình xin một đăng ký và một like để mình ra nhiều clip tiếp theo cho các bạn xem nhé. Xin chào.